Hello mọi người, lại là Thanh đây. Thì hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm Thanh đang cầm trên tay đây. Đưa gần cho mọi người xem ha. Cái này là men vi sinh của dành cho người lớn. Thường thì Thanh hay giới thiệu các dòng men vi sinh cho em bé từ sơ sinh 1 tháng tuổi cho tới hạ 3 tuổi rồi 12 tuổi các kiểu. Thì hôm nay Thanh sẽ review một cái dòng men vi sinh dành cho người lớn, hoàn toàn là dành cho người lớn. Đó. Thì cái men này á, là cũng là một cái nhãn hiệu men mà Thanh thường rất hay review với mọi người, để là men Life Space. Life Space á, thì Thanh đã nói rất nhiều lần trên những cái clip trước, đó là Life Space là một cái hãng mà chuyên nghiên cứu và sản xuất men lâu đời của Úc. Tất cả các dòng men của Life Space, là nói chung là Life Space chỉ có sản xuất men là chính thôi. Men và men vi sinh, nguyên một cái công ty là chỉ để mà nghiên cứu phát triển các dòng men. Thì có men cho em bé sơ sinh nè, men cho em bé từ nhỏ tới lớn, xong rồi men cho mẹ bầu, men cho mẹ cho con bú, men cho phụ nữ, men cho người lớn, men cho người già nữa, trên 60 tuổi cũng có men vi sinh dành riêng cho người trên 60 tuổi nữa. Nên Life Space là một cái công ty Úc mà chuyên sản xuất men. Thanh rất là thích và thật sự dùng cái men Life Space này rất là nhạy luôn. Những bé mà thường bên Thanh là kinh cung cấp rất nhiều cho các bé mà kém hấp thu đó, thì các bé sau khi mà sử dụng nhiều dòng men á, thì hay dừng lại ở cái men Life Space này nhất. Và chung với cái dòng men này có cái dòng men của Brower cũng là nhạy cho bé, thì hai cái dòng men đó rất là nhạy cho bé. Thì hôm nay Thanh sẽ không review về men cho bé nữa, mà Thanh sẽ review một cái dòng men cho người lớn ha. Như cái Thanh đang cầm trên tay đây là cái men Life Space Pro Spectrum Probiotic. Mỗi cái men này như men em bé thì mọi người cũng biết là nó sẽ là dạng bột. Mình sẽ múc một cái muỗng 1g, 2g vậy đó cho em bé. Còn cái men này của người lớn thì nó không phải, nó cũng là dạng bột mọi người nha, nhưng mà nó nằm trong viên. Cái loại Thanh đang cầm là nó nằm trong viên này nè. Viên con nhộng đó mọi người, hard capsule là viên con nhộng như vậy nè. Là bên trong là cái hộp khô. Phải nói là bên trong của nó thì nó rất giống như cái viên mà viên sụn cá mập ấy, là cái viên con nhộng trong, rồi bên trong là cái bột màu trắng. Đây là cái viên men của nó. Thì cái viên này Thanh Hâm, nó có dạng viên cứng và viên mềm. Viên con nhộng cứng này với lại cái viên mềm nữa. Nhưng hôm nay Thanh đang cầm trên tay là cái viên cứng nha. Thì một hộp Thanh đang cầm trên tay là chứa 40 viên. Cái này thì trên mỗi viên thì nó chứa là 32 tỷ lợi khuẩn. Có ghi đầy đủ ở đây, thông tin ở đây. Và phía sau của nó đó, thì nó trong cái hộp men này á, nó có bao nhiêu chủng men á, thì nó sẽ ghi hết phía sau. Tổng cộng ở đây nó có, Thanh đếm coi, 2, 4, 6, 5, 16 chủng men. 16 chủng men ở ngoài sau đây là có chủng men B, chủng men L và chủng men S. Chủng men B á, là Bifidobacterium, chủng men L là Lactobacillus và chủng men S là Streptococcus. Biết đọc đúng không? Cái này phải để coi lại. Cái chủng men cuối cùng đọc nó hơi là lạ, không quen miệng cho chút xíu. Là ba chủng men chính và phát triển ra tổng cộng là 16 hệ men khác nhau. Thì đặc biệt á, là cái men vi sinh này á, nó làm hoàn toàn từ thực vật thôi, chứ nó không có lấy từ động vật. Nên những người mà ăn chay trường, những người mà giống như là dị ứng với là đạm động vật như thế nào á, thì vẫn sử dụng những cái men này được. Đặc biệt á, những người mà Thanh thấy là những người mà hay bị dị ứng á, dị ứng nhẹ chứ không phải là dị ứng nặng nha mọi người. Dị ứng nhẹ đó, khi dùng thức ăn á, thì nếu mà sử dụng á, những cái dòng men vi sinh như thế này, hoàn toàn là tự nhiên như thế này á, đặc biệt là Life Space cho em bé, thì mọi người cũng biết là Life Space cho em bé nó hạn chế bị dị ứng chàm sữa rất là nhiều. Không chỉ là em bé thôi mà ngay cả người lớn, nếu mà những người mà ăn thức ăn mà có nhiều người mà kiểu là mình hơi dị ứng nhẹ về những cái thức ăn nào đó đó, nó hay làm cho mình kiểu mà đầy hơi, khó tiêu hoặc là dị ứng ngứa nhẹ đó, thì khi mình sử dụng cái men vi sinh này nó cũng sẽ hỗ trợ giảm bớt đi rất là nhiều. Đặc biệt trong đây thì nó lại không chứa là những cái thành phần từ sữa hay gluten hay là trứng hay là màu hay là mùi vị nhân tạo gì hết. Nên là mình cứ yên tâm, đây là một cái sản phẩm mà thiên nhiên tốt cực kỳ. Nếu mà những người lớn mà giống như mình bị sau một đợt mà mình bị rối loạn tiêu hóa nè, mình bị gọi là mình ăn không tiêu một thời gian, hoặc là
gọi là mình trung thực á, mình hay đúng rồi cái câu mà mình gọi hay hay là trung thực nhẹ đó, mà không cần vô bệnh viện mình nhiều nằm viện á, hoặc là mình chỉ uống thuốc á, để mà thải độc thôi đó, thì mình cũng có thể bổ sung thêm men vi sinh này để cho mà cái hệ tiêu hóa mình tốt hơn. Đặc biệt là những người mà lớn tuổi á thì bổ sung men vi sinh rất tốt. Cái loại này là dùng cho người lớn cho tới người lớn tuổi luôn. Rồi sau 60 tuổi thì có một loại riêng nữa, nhưng mà sau 60 tuổi nếu không thích dùng loại riêng á thì mình dùng loại này cũng được, thì nó cũng ngang ngửa nhau. Nó là men dành cho người lớn, thì những người đặc biệt là những người già đó hay khó tiêu đồ á, ăn đồ kém hấp thu đồ á, hoặc là ăn mà cảm thấy không ngon miệng á, mình cũng có thể sử dụng men vi sinh một thời gian để mà mình làm cho mình gầy được cái lợi khuẩn trong hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa mình khỏe mạnh thì mình mới có thể mà tiêu hóa thức ăn tốt, hấp thu thức ăn tốt, nên mà cơ thể đầy đủ dinh dưỡng, và đặc biệt nữa là sẽ làm cho mình đói, mình có cảm giác ăn ngon hơn, cảm giác thèm ăn. Nên cái sản phẩm này anh thấy là mọi người có thể sử dụng được, ngay cả phụ nữ vẫn sử dụng được mọi người nha. Cái men này là nói chung nó là men tốt cho hệ tiêu hóa, còn men dành riêng cho phụ nữ thì clip sau Thanh sẽ làm cho mọi người là cái men dành riêng cho phụ nữ, thì nó có những cái lợi ích riêng dành riêng cho phụ nữ khác nữa đó. Còn cái men này là hệ tiêu hóa, nó hoàn toàn nó tập trung vô hệ tiêu hóa, thì cả nam cả nữ cả người già người trẻ đều sử dụng được hết. Chỉ có là trẻ em từ 12 tuổi trở xuống á thì mình nên sử dụng những cái loại men cho em bé, càng xuống nhỏ lại càng phải dùng những cái loại men đặc biệt riêng cho em bé, chứ không nên dùng men của người lớn. Còn người lớn thì dễ rồi, chỉ cần dùng cái này là ấy thôi. Thì như khuyến cáo thì người lớn là dùng một viên mỗi ngày, thì một cái lọ Thanh đang cầm trên tay là 40 viên, thì lọ này có thể dùng được là hơn một tháng tổng cộng. Nếu dùng đều đặn mỗi ngày thì mình dùng phải 40 ngày mới hết một lọ này, thì nên sau 40 ngày là mọi người thấy là cái hệ tiêu hóa mình nó khỏe hơn rất nhiều. Đặc biệt là ông bà ở nhà mình mà nếu hay khó tiêu hay là đầy hơi đợt, hoặc là ăn uống một thời gian không ngon đó, mình có thể sử dụng một lọ này cho ông bà, mình sẽ thấy là sự khác biệt. Đặc biệt hơn nữa, một cái điều mà Thanh quên nói với mọi người nãy giờ là Thanh nhắc đi nhắc lại rất nhiều, đây là men vi sinh dành cấy lợi khuẩn, hỗ trợ lợi khuẩn cho đường ruột của mình, chứ nó không phải là men tiêu hóa. Nó không giúp mình tiêu hóa thức ăn cho nhanh, đặc biệt nó không gây phụ thuộc, kêu là mình ngưng xài thì hệ tiêu hóa mình nó sẽ trì trệ lại là không. Cái này nó sẽ gầy những cái lượng men tốt trong cái bộ đường ruột của mình, sau này cái men đó đó nó sống ổn định trong đường ruột của mình thì mình không sử dụng cái này nữa, thì cái men đó nó vẫn còn tồn tại trong đường ruột mình thì mình vẫn khỏe. Hoặc là một năm nếu mà ai mà yếu bụng á, hay bị cái tình trạng mà gọi là đường tiêu hóa kém, thì một năm mình dùng tầm 2 lần 2 hũ là ok rồi, không cần dùng nhiều quá cũng được đó. Thì nếu mà bên Thanh thì đang có sẵn cái này, mọi người muốn hỏi giá thì có thể mà comment bên dưới, hay là gọi trực tiếp cho Thanh, nhắn trực tiếp cho Thanh cũng được. Tại vì hôm nay có sẵn nhưng mà chưa chắc ngày mai còn sẵn, rồi ngày mốt hàng về khác, thì mỗi một lúc hàng về giá lại khác nhau như thế nào thì Thanh sẽ báo cho mọi người. Có thể là giá được sale, Thanh mua được deal tốt hơn sẽ báo mọi người giá tốt hơn hôm qua, hoặc là giá tình hình dịch bệnh như thế nào đó, hàng về khó khăn hơn nó sẽ lên vài đô la mỗi một sản phẩm, thì Thanh sẽ báo cho mọi người cái giá chính xác hơn. Nên mỗi một lúc mọi người coi cái clip này là một cái thời gian khác nhau, mọi người có thể mà nhắn tin trực tiếp cho Thanh hoặc gọi trực tiếp cho Thanh để Thanh báo giá cho mọi người nha. Số điện thoại của Thanh vẫn như cũ để liên hệ gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo, Viber, đó là 0769845698, hoặc là trang Facebook page của Thanh đó là Annie Baby hàng Úc xách tay, Instagram là anniebaby.aus, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Thanh ở đó. Thanh sẽ trả lời hoặc là tư vấn cho mọi người, hay là mọi người đang sử dụng những sản phẩm gì khác, hoặc là cần có cái thắc mắc gì khác có thể gọi hoặc nhắn cho Thanh để mà Thanh tư vấn cho mọi người thêm nha. Hôm nay làm cái clip ngắn ngắn tới đây thôi, bye bye mọi người. Lần sau Thanh sẽ làm clip khác nha, bye.